cho bố mẹ vì còn đúng củ có lời xin phép các thầy các sư các con ạ. Vâng. Vâng, mời cô. Để ác thật ít.
Nghe đó các em
năm mới hả? Ô thế thế mà cái Minh Niên ô, thế mà cái họ Đinh nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành, cơi trầu bắt nước để thỉnh cái chị cái em ta về hả? Ô thế mà chắc dáng điện đường, chắc dáng dương đồng họ Đinh hả? Ô thế thế mà cái lộc sơn lâm sơn trang trên ngảng dưới thoải, ô thế mà cái chị cái em không thiếu cái chi mô. Thế thế mà dùng cây dụng lá cho cái trần gian hả? Thế mà nhà nhà được no ấm nhờ, để nhân khang vật thịnh hả? Thế mà ngày nay nhờ, chứng tâm cho bạn hả? Có thể pháp sư pháp gian văn cung đàn tiếng hát hả? Tả hữu hai hàng phò giá. Thế mà chứng tâm cho các cái đồng đền thủ nhang, đồng quan lính thánh, chư nhân chư gia. Ô thế thế mà nhà nào thì cái chị cái em cứ cung phủ cho lộc đấy, nhà nào để được phúc đấy hả? Ô thế mà cái lộc trên ngàn dưới thoải không thiếu cái chi mô, thế mà dùng cây dụng lá cho trần gian ô.
lên đã đời. Một tay quan viên đã chết không sai đi để số nào. Oh,
chiều hôm nhạn bay về lẻ tẻ bên sườn non chim sẻ. Đời ngang kiểu dĩ lòng mê uống dương chi thủy kiểu trần tầm sơn chi cao hè thủy chi thần thật là trốn non nhân bầu nước chi quý an khang nam thiên đệ nhất cảnh đồi ngang quan lấn khăn thừa chiếu kỹ xưa này số sinh số tử
trốn tiên cung. Sổ hội đồng một tay quan lớn ngài biên chép số tử sinh lão ấu cho thượng hài không thừa đế lệnh không sai thiết giấy hỏa phúc cân người tổ công. Lòng ngàn đã thường cầu trực tôn thiên này ý định thủy phủ chất bọ thừa để lạnh sắc sai đứt dây hỏa phúc cân người tội công khi ngựa trốn sông dòng chầu trực mê quyền thầy chúa pháp màu quan tối thủ tối linh lệnh truyền thủy bộ chư linh chỉnh tề binh giáp dạo miền trốn nhân gian chiếc thuyền lan nổi lòng xích bích
một tuần hàng tú về đi ngủ các can các quả thiên đình địa phủ viên ta. Địa phủ viên ta thiên đình địa phủ viên ta tấu về thủy ngủ vua ta đồng đình vốn lòng là cương thoải tinh. Khắp hết thiên đình
sân đàn quê tiêu tiêu nhạc gỗ dòng đại cần
áo mũ vào tâu. Dăm ba đồng tử eo eo, khi kình vương hồ lúc kê chào mẫu vương nghỉ. Vâng.
viết chữ chép mà hùng kiều thập bát đất địa cảnh địa linh bạch thạc phong châu dựng đền xã tất dài châu nhớ ơn đi tiên tổ đời sau thì phải giữ gìn. Quan lớn toàn
cấm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ chữ tinh tôn quán tuần vạn phép quân lính Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông tanh đào thương viết giặt nghi anh hùng là ai sông tanh. Là con lớn toàn tránh lạnh nghề viễn sư xuân cùng
cũng là kiếm phục và thân cả Thánh Chúa Thiên Trùng Vương. Cả lăng thân là ân tư vì mất chúng sinh có ngã kim đính lễ khai quang chiếu điện trùng. Trần điện phù hộ cho thanh đồng được chính ngôi.
mãn nhiệt ra người mà bán hàng trời sơn đâm rừng quán các đồ
đâu. Ê à, dành truyền Nam Việt hóa phép đồ.
cũng đầy. Bảo dân tổ quốc long thịnh.